Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hiện nay trên tuyến đê tả sông Hồng tại vị trí km 102 qua huyện Khoái Châu xuất hiện vết lún, nứt dọc đê tại hai điểm có nguy cơ đe dọa an toàn tuyến đê. Cụ thể, tại khu vực đoạn từ km 99 900 đến km 99 917 thuộc địa phận xã Liên Khê và một số điểm mặt đê tại khu vực xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu xuất hiện các điểm lún, lứt, sạt, trượt máy đê và mặt đường đê. Nhiều điểm mặt đường rạn nứt, chiều rộng vết nứt trên đê khoảng từ 1 đến 2 cm, chiều dài khoảng 50 m. Nguyên nhân do xe trọng tải lớn đi qua đã gây cong lún mặt đường đê thành rãnh dài lún sâu. Để bảo vệ đê trong công tác phòng chống thiên tai, an toàn giao thông, những điểm có hiện tượng sạt lún này cần sớm có biện pháp khắc phục và cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất là những xe có trọng tải lớn dễ gây biến dạng, hư hỏng mặt đê. Thời gian gần đây, tình trạng xe cơi nới thành thùng chở vật liệu xây dựng quá tải trọng lại xuất hiện nhiều trên tuyến tỉnh lộ 378 dọc đê tả sông Hồng qua địa bàn huyện Văn Giang, Khoái Châu và Kim Động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Theo thông tin từ người dân phản ánh, trong thời gian qua trên tuyến đê sông Hồng, địa bàn huyện Kim Động, tình trạng xe có dấu hiệu quá tải, quá khổ, làm rơi vãi vật liệu gây ô nhiễm môi trường, ngang nhiên hoạt động mà không hề bị xử lý. Cụ thể hàng ngày, tại đoạn qua dốc Hậu Đền, địa phận xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chuyên chở cát lưu thông qua khu vực đông dân cư, gây bức xúc trong nhân dân. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy tất cả các xe này đều chở quá khổ, quá tải, nhiều xe còn không có phù hiệu theo quy định của Sở Giao thông Vận tải. Không những vậy, việc các chủ xe phủ bạt gần như là để che mắt cơ quan chức năng, còn trên thực tế nó không có tác dụng vì vật liệu chở thường xuyên rơi vương vãi từ trên xe xuống đường. Chúng em bán hàng đây mà kể cả người dân dọc đường thì ai mong muốn là thôi thì nghĩa là chở là đúng tải mà che đậy kín thì không đổ cát mới đá xuống đường thì là tốt. Bởi vì người ta đi nguy hiểm, chúng em toàn phải ra gót đá rồi đi nguy hiểm lắm. Còn tại địa bàn huyện Văn Giang, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng quá tải trọng rất nhiều. Anh Đỗ Văn Thọ, nhà tại khu vực ngã tư xã Liên Nghĩa chia sẻ, các xe tải chở đất cát quá tải chạy ẩu gây khói bụi mù mịt, ít thấy cảnh sát giao thông xử lý. Những chiếc xe quá tải phải có ai đó chống lưng thì họ mới bất chấp phản ánh của dư luận, bất chấp pháp luật lộng hành đến như vậy. Việc các xe tải chở cát lưu thông trên tỉnh lộ 205 hay đường tỉnh 377, đường tỉnh 378, thôn Công Luận có dấu hiệu quá tải và cơi nới thùng xe đang diễn ra hết sức ngang nhiên trong thời gian qua. Thế nhưng không hiểu lý do gì mà các lực lượng chức năng có trách nhiệm xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường này lại không xử lý, khiến cho dư luận băn khoăn, bức xúc. Có cảnh sát giao thông thì có, nhưng mà bây giờ do lực lượng cấp trên thì chúng tôi dân làm sao mà biết được. Bụi thì phải có xe tới đường, nhưng ở đây là không có xe tới đường. Do trên dọc tuyến đê tả sông Hồng có nhiều nhà máy gạch, bến cát nên xuất hiện nhiều xe theo giấy phép đăng kiểm chỉ được phép chở hàng hóa tối đa trên 10 tấn, nhưng chủ xe đều chở vượt tải trọng so với quy định. Thực trạng xe tự ý nâng thùng chở quá tải gấp nhiều lần cho phép vẫn diễn ra, mặc sức hoành hành tàn phá đường giao thông và gây bất an cho người đi đường. Đặc biệt tại địa bàn huyện Tiên Lữ, Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, trên các tuyến quốc lộ, tình trạng này diễn ra hết sức nóng, nhưng việc xử lý còn hạn chế, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo của tỉnh. Tình trạng ý thức chấp hành các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của một số doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém, dẫn đến tình trạng xe quá tải vẫn lưu thông, hoành hành trên nhiều tuyến đường. Nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc, còn né tránh thờ ơ trong xử lý xe quá tải. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm xe chở quá tải ngay từ đầu bến bãi vật liệu chưa triệt để. Nhiều đoạn đường xuống cấp do xe quá tải khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn công ty cổ phần Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục lần sau.